Phương Linh xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video. Cả nhà ơi, hôm trước có bạn vào hỏi em rằng cái cây cúc vạn thọ ấy thì chị trồng sau 1 tuần thì nó sẽ phát triển như thế nào? Bởi vì em trồng em thấy nó bé lắm, nó chẳng lớn gì cả. Thì hôm nay em quay cho cả nhà xem đi nha. Cái cúc này là em trồng đến ngày hôm nay là ngày thứ 6, có nghĩa là mới được có 6 ngày, chưa tròn 1 tuần đâu. Thì hôm đó em nhận cây về nó bé xíu như này này. Nó chỉ cao độ khoảng độ 6-7 cm gì đó. Thì hôm nay sau 6 ngày nha cả nhà, sau 6 ngày thì nó đã đều có nụ hết rồi. Nụ ở trong này. Cả nhà có thấy không ạ? Đó, nụ đó. Em trồng sau 6 ngày đã có nụ hết rồi nha cả nhà. Cây nào cũng có nụ hết rồi. Nó rất là nhanh. Nhanh ra nụ. Cây bỏng cũng thế này, cây bỏng khi trồng thì bé xíu, mới có 5 ngày sau nó đã nở. Những cái này lúc đầu bé bây giờ nó to như là cái cây nhánh chính luôn. Nhìn xinh lắm ạ. Thế còn cái cây này mà cả nhà thấy nó nảy mầm như thế này này thì là cây hoa sau nhái. Hoa sau nhái thì được 5 ngày thôi ạ, bởi vì ngày hôm sau mới gieo. Khi mà em nhận cây giống thì em trồng luôn cúc vạn thọ và cây hoa bỏng, nhưng mà cái sau nhái thì hôm sau mới gieo. Mà gieo thì có 2 hôm sau thì nó đã lên như mạ, và đến bây giờ thì nó cao độ khoảng 4 cm rồi. Quay cái này từ trên cao xuống, như thực ra cái phần nghiêng của nó 4-5 cm rồi đấy ạ. Rất là dễ nha cả nhà. Chỉ có rắc đều lên trên bề mặt luống, sau đó tưới đẫm 1 lần. Và để đó 3 ngày sau mới tưới lại. Bởi vì em trồng hoa bỏng này nó không ưa nước nên em không tưới. Em để 3 ngày sau tưới lại thì bây giờ tất cả những cây hoa cúc vạn thọ nó đều đóng nụ hết rồi. Nên cả nhà yên tâm là kịp Tết nhá. Về cúc vạn thọ rất nhanh. Chỉ sau 40 ngày, sau 30 ngày ấy, thì nó đã nở toe toét rồi. Đây em quay cho cả nhà xem cái cây cúc vạn thọ em trồng từ ngày 18 tháng 11. Hôm nay nở toe toét rồi. Đây nha cả nhà, cây cúc vạn thọ này em trồng ngày 18 tháng 11 đây. Đến hôm nay nó nở toe toét rồi. 3 ngày trước thì nó đã hé ra vài cánh, mà đến hôm nay thì nó mới nở bung. Thì như vậy hôm nay mới có ngày 20-23. Vậy thì có nghĩa là đúng tròn 1 tháng nó sẽ nở. Nở từ từ ạ. Và đến ngày hôm nay thì sau 1 tháng 5 ngày thì nó nở bung ra đến này rồi. Khá là xinh. Vạn thọ này màu vàng chanh như cả nhà. Đó, nên cả nhà có ý định trồng hoa cúc vạn thọ cho kịp Tết thì bây giờ vẫn kịp nha cả nhà. Đó, hôm nay em quay cho cả nhà xem cây cúc vạn thọ trồng bao nhiêu ngày thì có hoa đấy ạ. Và trồng sau 1 tuần thì nó sẽ lớn bằng đâu, để cho cả nhà dễ hình dung quá trình phát triển của cây cúc vạn thọ nhé. Em xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ.